Dự án nhà ở xã hội chất lượng cao sông Hồng có tên thương mại là Rice City, có địa chỉ tại số 135 phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau 3 năm đã tăng giá cao hơn gấp 2 lần. Thời điểm ban đầu lúc mở bán, giá căn hộ tại đây chỉ là 12 triệu đồng một mét vuông, giá căn thương mại khoảng 15 triệu đồng một mét vuông, nhưng cho đến nay đã có giá khoảng 35 triệu đồng một mét vuông. Theo đó, dự án có quy mô 289 căn hộ được khởi công ngày 10 tháng 1 năm 2014, nhưng đến tận cuối năm 2019 mới bàn giao nhà và vận hành chính thức vào tháng 1 năm 2020. Tổng mức đầu tư dự án khoảng trên 1.500 tỷ đồng cho tòa trung cư và dãy nhà liền kề. Tổng diện tích dự án là 3.104,5 m2, diện tích xây dựng là 1.921,5 m2 diện tích giao thông cây xanh sân vườn là 1.588,9 m2. Dự án có quy mô 19 tầng bao gồm 2 tầng hầm để xe diện tích 2.000 m2, 2 tầng thương mại dịch vụ, 17 tầng căn hộ, mật độ 17 căn một sàn. Giá đất thổ cư cũng cao gấp 3 lần so với khoảng 10 năm trước đây. Hiện giá đất khoảng 60 triệu đồng một mét vuông và khoảng 100 triệu đồng một mét vuông cho lô đất có nhà sẵn nguyên nhân được cho là do các căn hộ ở đây đã bán hết từ lâu giao dịch chỉ là mua đi bán lại nên giá sẽ nhích lên dần dần